Bầu Giác Tía, tên khác Giang Sơn, Hạc Tất, Xương Sơn, cây mặt trắng. Bộ phận dùng: toàn cây, tính vị, công năng. Theo y học cổ truyền, bầu giác tía có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, chỉ thống, khư phong. Công dụng: nhân dân ở một số tỉnh miền Trung thường dùng lá bầu giác tía chế thuốc uống chữa sốt rét với liều 10-20g, dễ chữa hắc lào, ho, đau đầu. Rễ bầu giác tía rửa sạch, thái nhỏ nấu với nước, cô đặc còn được dùng rửa vết thương, mụn nhọt, chống nhiễm khuẩn. Lá tươi giã nát, hơ nóng, đắp chữa sưng đầu gối. Ở Malaysia, rễ bầu giác tía cũng chữa sốt rét, nước sắc của rễ chữa ho. Rễ và lá bầu giác tía đắp ngoài, chữa đau đầu, vết thương, mụn loét. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình, hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.